Giang Hồ đã có chồng được cưng chiều hết nấc sau khi sanh con. Các TikToker lần lượt thông báo rồng vàng nhân dịp cuối năm. Doãn Hải My thảnh thơi ngắm Tết, hai nàng dâu khác bận bù đầu. Khi chú tèo lên clip thì Duy Bếp phải gọi bằng tía. Danh hiệu liền nhất top top phải trao cho cô nàng Hồng Sang. Những cặp sau việc đình đám từng bất chấp thị phi để đến với nhau. Giang Hồ đã có chồng được cưng chiều hết nấc sau khi sanh con. Là mẹ bỉm nhưng không động móng tay vì có anh chồng làm tất. Dạo gần đây trên kênh TikTok cá nhân của mình, sau khi Giang Hồ đã có chồng hạ sinh ra bé trai kháu khỉnh tên là Tiểu Bảo Bảo thì cô nàng cũng ngày càng được chồng cưng chiều hơn. Được biết trước khi có con thì cô nàng này cũng được chồng yêu chiều như công chúa, được cả gia đình yêu thương không cần động móng tay vào việc gì. Và sau khi sanh ra một chàng quý tử thì vị trí vợ yêu lại được tăng lên thêm một bậc. Ngoài việc mang bầu 9 tháng 10 ngày và sanh con ra thì những việc còn lại đều do anh chồng lo liệu. Cụ thể từ những việc như cho con uống sữa, thay tã, thay vỗ ở cho con thì cũng là một tay anh chồng quốc dân này đảm nhiệm. Đi dự tiệc gì thì anh cũng trông Tiểu Bảo Bảo cho vợ rảnh tay ăn uống. Vợ quay tấp tấp nhưng không hề cằn nhằn mà ngược lại còn ủng hộ vì sự trẻ con đáng yêu này. Bởi mới nói lấy được anh chồng vừa cưng chiều và yêu thương mình là may mắn một, nhưng lấy được người chịu chăm sóc mình cùng con sau khi sanh đẻ là may mắn đến 10 luôn. Các chị em đâu nhanh nhanh vào xin vía để lấy được anh chồng vừa giỏi vừa yêu thương vợ con như này nha. Tiếp Miss T, Hậu Hoàng đã tìm ra được cách sử dụng nhan sắc. Cô nàng đa phong cách nhưng với style nào cũng đẹp mê hồn. Hậu Hoàng luôn là một cái tên có tầm ảnh hưởng trong làng nhạc chế Việt Nam. Cô nàng có tên đầy đủ là Hoàng Thúy Hậu, sinh năm 1995. Cô được biết đến là một YouTuber, vũ công người Việt, rất nổi tiếng với những sản phẩm nhạc chế của mình trên YouTube. Bỗng nhiên dạo gần đây Hậu Hoàng xuất hiện trước công chúng với ngoại hình vô cùng bắt mắt. Cụ thể là cô nàng đã thay đổi phong cách để máy ngố và tóc dài, khác hẳn với hình ảnh mà cô từng xây dựng. Trước kia Hậu Hoàng thường xuyên diện những bộ áo vest với mái tóc malic ngang vai. Trong cô hiện lên hình ảnh của một tổng tài phi giới tính, vừa đẹp với nét đẹp nữ tính nhưng vẫn không kém phần nam nhân. Chính vì hình ảnh quá đổi quen thuộc với khán giả như thế nên khi cô nàng thay đổi kiểu tóc và phong cách mặc đồ cũng đã khiến dân tình chú ý. Giờ đây mái tóc dài kết hợp cùng váy ngắn và áo crop top đã khiến Hậu Hoàng ngày càng nữ tính và dịu dàng hơn. Một Hậu Hoàng vô cùng mới lạ nhưng vẫn không kém phần thu hút, khiến khán giả cứ phải xuất xoa vì quá xinh đẹp không thua kém gì Miss T. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Viettel. Doãn Hải My thảnh thơi ngắm Tết, hai nàng dâu khác bận bù đầu. Các nàng quá chật vật trong ngày chủ nhật cuối cùng của năm. Trong những ngày cuối cùng của năm cũ, ai nấy cũng tất bật dọn dẹp, trang trí nhà cửa hay xử lý công việc còn tồn động. Các nàng dâu, mỗi người đều có những kế hoạch riêng cho ngày cuối năm của mình. Nhà của Đoàn Văn Hậu, Doãn Hải My cũng không ngoại lệ khi liên tiếp nhá hàng không gian sống với hoa lá khắp nhà. Bà xã Đoàn Văn Hậu cũng tiện flex luôn căn chung cư cao cấp view triệu đô, nhìn ra thẳng khu Mỹ Đình. Mặc dù là năm đầu làm vợ nhưng dường như cô nàng khá tự tin và tháo vát trong các công việc nữ công gia chánh. Tương tự Hải My, mới đây, vợ chồng Chu Thanh Huyền, Quang Hải cũng đã có khoảnh khắc gia đình đoàn viên ấm áp ngày cuối năm. Cả gia đình Quang Hải chọn làm tiệc nướng ngoài trời để tận hưởng không khí se se lạnh ở miền Bắc. Nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ với khoảnh khắc đầm ấm, quay cùng của gia đình nam cầu thủ. Trái ngược với sự thảnh thơi của các chị em kể trên thì có một số nàng quạt còn đang rất bận rộn. Vừa mới đây, Võ Nhật Linh, bà xã Phan Văn Đức đã lên trang cá nhân than trời. Ước gì trong 3 tiếng đồng hồ có dịch vụ làm nail, nối mi, hấp tóc, túc tác lại từ đầu tới chân một lúc tại nhà để vừa làm đẹp, vừa trông con được. Tết xa phết nhỉ, đúng là thương cho chị nhà quá đi. Chú Tèo lên clip thì Duy Bếp phải gọi bằng tía. Dù là một TikToker lớn tuổi nhưng khán giả kênh chú Tèo lại toàn là Gen Z. Chú khiến cộng đồng mạng khá bất ngờ khi mới biết đến kênh vì đây chính là ba của Duy Bếp. Anh chàng vốn đã là một TikToker nổi tiếng với độ tấu hề làm mưa làm gió, thật khó đoán ba của anh sẽ làm gì trên mạng xã hội. Chú Tèo từng gây sốt với các video nhắc các cháu top top học bài, ngủ sớm, ăn cơm và tập thể dục. Hôm nào tối thứ bảy là chú còn cho các cháu thức thêm một tiếng để chơi điện thoại. Mấy bạn trẻ cũng nhiệt tình vào báo cáo như con thức học bài chú ơi, sáng mai con thi chú nhớ gọi con dậy sớm nha. Con mới đi học về mà làm bài không được, nay con ngủ sớm chú Tèo ơi. Nhiều lúc cảm giác như trốn mẹ chơi điện thoại mà bị bắt quả tang. Rồi bữa nay chủ nhật, nay chủ nhật cho ngủ tiếp tục. Dậy đi, 5:40 rồi, dậy học bài, sáng mai còn đi học nữa. Đây là một kênh TikTok vô cùng giản dị nhưng lại rất dễ thương. Chú Tèo như người ba dịu dàng lên TikTok nhắc nhở đàn con. Ba của Duy Bếp nhận được rất nhiều sự yêu mến của mọi người vì vào đây chỉ toàn là nội dung tích cực, vui vẻ và yêu đời. Thì ra khả năng diễn xuất của Duy Bếp là thừa hưởng từ tiếng mình. Danh hiệu liền nhất top top phải trao cho cô nàng Hồng Sang. Cô riết thấy càng ngày như kiểu cố tình. Cô nàng hot top top Phạm Thị Hồng Sang nổi lên nhờ các clip nói tiếng Anh. Nhưng dạo gần đây cô nàng tập tành bước chân sang mảng make up.
Hồi đầu các dân cư mận coi còn ủng hộ, nghĩ rằng cô nàng còn vụng về nên phần trang điểm còn xấu, có phần lưỡng thượm. Các bình luận hầu như được dân tình nhiệt tình chỉ, ấy vậy mà nó lạ lắm, cô nàng vẫn vậy, clip nào đăng tải cũng một kiểu một khiến dân cư mận phải phát cáu với độ lì của cô nàng. Đỉnh điểm là cô nàng cứ xài cục phong bị mốc trong khi dân tình đã hết nước hết cái để khuyên. Vậy á, chứ thấy cục mút tán nền đó xuất hiện vân đều đều. Dân tình ngán ngẩm và phẫn nộ luôn, không biết là cố tình câu view hay cố ý cầu tương tác. Trước đây cô nàng xuất hiện và truyền đạt các clip khá dễ thương, đơn giản là mặc đồ bà ba và dạy tiếng Anh, nhưng càng ngày cô nàng khiến cho dân cư mận dần quên đi hình ảnh đáng yêu đó. Những cặp sau việc đình đám từng bất chấp thị phi để đến với nhau. Trước khi đến cái kết viên mãn, các cặp đôi đã từng chịu nhiều sóng gió dư luận. Những cặp đôi vàng của showbiz Việt, chuyện tình đẹp đáng ngưỡng mộ. Sau sóng gió là hạnh phúc. Trấn Thành, Hari Won. Trấn Thành, Hari Won từng chia sẻ vào năm 2016, khi cả hai về chung một nhà, họ đã gặp không ít khó khăn. Bởi nếu như đám cưới của các nghệ sĩ khác được fan chúc phúc thì Trấn Thành, Hari Won lại nhận về những điều không hay. Bởi trước đó, Hari Won từng bị dính ồn ào bỏ người yêu để đến với Trấn Thành hay ồn ào nữ ca sĩ kết hôn vì vật chất, hợp đồng hôn nhân. Thậm chí Hari Won từng tiết lộ trong một show truyền hình, khi yêu và cưới Trấn Thành, cô bị khán giả quay lưng, mất show diễn và liên tục bị công chúng chỉ trích. Tuy nhiên, vượt qua mọi định kiến, cặp đôi vẫn nắm chặt tay nhau cùng đi đến bến bờ hạnh phúc. Hiện tại, họ vẫn giữ lửa hôn nhân dù chưa có con. Thậm chí, Trấn Thành còn không ít lần thể hiện tình cảm của mình với bà xã trước công chúng. Để giữ hạnh phúc gia đình, cặp đôi dù bận đến mấy cũng dành cho nhau ít nhất một kỳ nghỉ để đi du lịch, hâm nóng tình cảm. Trường Giang, Nhã Phương. Trường Giang, Nhã Phương từng dính tin đồn phim giả tình thật khi đóng chung 49 ngày. Tuy nhiên, thời điểm đó, nhiều ồn ào xảy ra rằng cặp đôi đang chiêu trò PR cho phim. Thời điểm Trường Giang, Nhã Phương công khai hẹn hò cũng nhận về những phản ứng trái chiều. Bởi trong thời điểm cả hai yêu nhau, Trường Giang liên tiếp gặp scandal tình ái khi với các sao nữ như Quế Vân, Nam Em. Đứng trước mọi tranh cãi, Nhã Phương lại cảm thông cho Trường Giang nhiều hơn là giận dỗi. Cô nói rằng ông ai mà chả hư chứ đâu riêng Trường Giang. Nữ diễn viên cho rằng, yêu nam danh hài, cô gặp nhiều sóng gió nhưng không thể phản bội trái tim mình. Sau đó năm 2018, tại giải Mai Vàng, Trường Giang cầu hôn Nhã Phương trên sóng truyền hình. Hành động của nam danh hài bị ném đá dữ dội vì thiếu tinh tế. Vượt qua những ồn ào, Nhã Phương cùng Trường Giang về chung một nhà vào tháng 9 năm 2018. Từ khi kết hôn, Trường Giang dần dà thay đổi và không còn gây ồn ào trên mặt truyền thông. Cặp đôi lấy lại hình ảnh đẹp trong mắt công chúng. Thậm chí Nhã Phương còn chia sẻ, ông xã là người hỗ trợ cô rất nhiều trong công việc và là chỗ dựa vững chắc cho tổ ấm nhỏ. Nhã Phương nói hạnh phúc của cả hai là sự kiên trì, cố gắng và không ngừng vun đắp. Họ luôn đồng hành với nhau, sẵn sàng đối mặt trước những sóng gió và đặc biệt là tôn trọng, chia sẻ. Đồng Nhi, ông Cao Thắng. Năm 2011, hai người công khai tình cảm với công chúng. Kể từ đó, cặp đôi liên tục đồng hành trong các sản phẩm âm nhạc. Thời điểm mới thừa nhận hẹn hò, cả hai vẫn còn trẻ và là những gương mặt vừa bước vào nghề. Việc liên tục gây chú ý xuất hiện cạnh nhau trong mọi sự kiện, đóng cảnh thân mật trong MV không tránh khỏi khiến khán giả nghĩ đến việc dùng tình cảm để đánh bóng tên tuổi chứ không hề yêu nhau thật sự. 4 năm sau khi tuyên bố hẹn hò, ông Cao Thắng từ bỏ sự nghiệp cầm mic, thành lập công ty giải trí và trở thành quản lý riêng cho Đông Nhi. Thời điểm đó, người hâm mộ của nam ca sĩ tỏ thái độ không đồng tình, thậm chí phản đối quyết định trên. Ông Cao Thắng sinh ra trong một gia đình kinh doanh bề thế, là cậu ấm ngậm thìa vàng từ bé ở thành phố Hồ Chí Minh. Vì vậy, không ít ý kiến cho rằng Đông Nhi lợi dụng bạn trai để làm bàn đạp cho sự nghiệp, yêu chỉ vì gia thế của người yêu. Đối mặt với những nghi ngờ trên, cặp đôi bình thản và chọn cách dùng tình yêu của mình để thuyết phục công chúng. Sau nhiều năm yêu, cả hai về chung một nhà vào năm 2019. Sau gần 5 năm kết hôn, họ có chung một con gái. Cặp đôi dành nhiều thời gian chăm sóc thiên thần nhỏ, hạn chế hoạt động nghệ thuật. Ngoài ra, nữ ca sĩ thừa nhận hạnh phúc của cả hai là sự thấu hiểu lẫn nhau và tôn trọng đối phương.